Và món thứ hai ngày hôm nay mình giới thiệu với mọi người là món gì vậy anh Jacqueline? Món tôm. À, yeah. Món tôm. Hồi nãy ăn cua rồi bây giờ ăn tôm. Quá đúng điệu luôn rồi. Em nhìn thấy cái búa thần thánh rồi đó anh. Thật mà anh ơi, có rượu vang đâu anh? Thường ăn hải sản có rượu vang nó cũng ngon lắm. Rồi. Rồi bây giờ là chuẩn bị tôm rồi này. Nó sẽ kiểm soát được nó một cái nhanh. Vâng, quý vị thấy không ạ? Ở nhà thì chắc chắn là không ai mà làm được điều này đúng không vậy? Chúng ta không nghĩ luôn. Bởi vì ở nhà mà khi mà chúng ta mua một con tôm hay là chúng ta mua ở bất kỳ thực phẩm nào mà chúng ta cứ cầm cái búa mà chúng ta cứ giả như vậy thì thứ nhất là thịt nó sẽ bị văng ra. Ngày hôm nay anh Jacqueline đã chia sẻ cho quý vị thêm một cái bí quyết nữa. Chúng ta mua một con tôm hai lạng, chúng ta về chúng ta bọc vô cọng thực phẩm, lấy cái búa giả ra, hai lạng còn nguyên. Chứ mà không bọc lại, hai lạng rất sớm còn có một lạng thôi. Tiếc quá trời tiếc luôn, tôm kìa này mắc lắm. Đúng rồi, thì bây giờ là thường là mình mua tôm về ha, xử lý cho nó sạch, người ta không đỡ. Dạ. Đây, lấy hai viên tôm. Rồi đặt lại, rồi đặt giả. Dạ. Vâng, quý vị có thể để ý không ạ? Thì sẽ mở ra cho quý vị xem đây. Quý vị có thể thấy không? Chúng ta ở nhà chúng ta sẽ giả thẳng xuống đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay thì anh Jacqueline lại giả ngang như vậy. Nó có cái tác dụng gì không ạ? Đúng rồi, có. Bởi vì khi mà mình đặt sẵn đó thì kéo thì nó sẽ đều. Nó sẽ... Nó sẽ đều hơn khi mà chúng ta chế biến nó sẽ thấm. Chế thẳng dĩa nó sẽ tẻ. Dạ. Nó sẽ nát. Tại vì thì biết là tôm thì có một bên là một cái hạt rất là dày và một bên là cái hạt rất là mỏng đúng không anh? Nên là chúng ta ngoài tán nó xéo ra như vậy 45 độ để giúp cho cái miếng tôm của chúng ta nó sẽ đều với nhau, nó sẽ bằng với nhau. Lý do vậy á, thì khi mà mình làm á thì nó sẽ đều chín chín đều. Dạ, chín đều. Sao bình thường ở nhà em đâu có cái búa này đâu. Bây giờ em hỏi anh, bây giờ mình lấy cái chày mà bình thường các chị hay làm bếp á, giờ mình cũng xả nhẹ 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 vậy không biết được không anh? Giống 45 độ vậy á thì từ từ thôi, bởi vì tôm nó rất là mềm. Dạ, tấn mặt quá hả? Quý vị nương nương nha quý vị nha, đừng có cô nào chị nào kém qua chồng đi nhậu về hả, khuya quá mắt chờ cửa sao ngày nay dở quá, thấy con tôm tưởng chồng mình cứ giả bầm bầm để hồi lát nó nát luôn con tôm, cho nên cô gái này nhẹ tay thôi. Dạ, bởi vì quý vị biết không, theo mình thì được biết rằng là khi mà chúng ta chế biến một cái món ăn nào đó, dạ, chúng ta vui vẻ, chúng ta đặt hết cái tâm huyết của mình vào món ăn thì chắc chắn là người mà chúng ta được mời sử dụng cái món ăn đó thì rất cảm thấy nó là hạnh phúc và món ăn nó rất là ngon. Và bất kể là quý vị có thể thấy là cái năng lượng của anh Jacqueline của chúng tôi luôn luôn tràn đầy luôn. Anh làm bếp rồi nhưng mà lúc nào anh vẫn tươi, bởi vì tất cả những cái tâm huyết, tất cả những cái niềm vui anh đều đặt vào cái món ăn của mình để gửi khi mọi người đến với tất cả quý vị cũng cảm nhận được cái nguồn năng lượng tích cực đó. Đó. Rồi bây giờ mình đặt thang á để mình làm một cái trò. Gió quá trời gió. Rồi thì đây là nó hơi ướt thì mình sẽ lấy khăn giấy mình thấm bớt bút ra bút nữa là bút là bớt. Anh Jacqueline ơi, bình thường em ra chợ mua thì với cái kinh nghiệm rất là lâu, nếu mua em thì em không biết con nào tươi, con nào là nó đã cũ rồi. Thì anh chia sẻ với mọi người là cách để mình có thể chọn được những con tôm tươi sống và ngon nhất ạ. Đấy, bây giờ anh Jacqueline ơi, chắc bây giờ thôi, bây giờ em sẽ hỏi một khán giả phía bên dưới nha. Rồi. Chia sẻ với mình thử là chúng ta sẽ lựa chọn cái nguyên liệu như thế nào. Chào cô được không ạ? Dạ cô ơi, khi mà mình ra chợ đó mình mua mình lựa chọn nguyên vật liệu, đặc biệt cái như là tôm đi hay là những hải sản, thì mình làm như thế nào mình lựa chọn được cái con nào là con tôm tươi hoặc là con nào đã qua ướp đá rồi, mình có biết không? Mình có chia sẻ một số những điều mà mình biết rồi. Con ra chợ thì mua những cái tôm mà nó còn sống nó tươi nó đang nhảy hải sản rất là tốt. Khi mình tới đây cảm thấy rất là may mắn, thưởng thức được món hải sản rất là nhiều và tươi và phong phú gì đó, đa dạng gì. Ở Mỹ thì nhiều hải sản là cũng đông mà. Thì khi mình tới là mình lựa cơm đó là một là họ sống ra, sống phát, lai
Số 2 là tôi ở nhà như thế nào, thế thì không phải có nghĩa là khi mà nó chết rồi đó, nó sẽ như thế này. Và nó có một cái mùi. Thì khi mà mình chọn qua hải sản thì phải coi, phải tắt, phải gờ, phải nghe điện. Nếu nó không có tâm thì đúng là khi mà cái thủ đoạn đó nó có một sự đàn hồi tốt định thì sẽ là thịt tươi đúng không anh? Nếu như mà chúng ta sờ vào thử nhưng mà cái thịt nó là bị phủng, nó bị mềm xuống thì chắc chắn là thịt nó sẽ không còn tươi nữa. Dạ. Và các bạn ai thích ăn sushi? Wow, rất là nhiều người thích ăn sushi. Thì nhiều sushi đầu bếp á thì thường á cái bí quyết của họ là luôn luôn giữ cái đậu khô của cá hải sản. Tại sao? Bởi vì khi mà nhiều nước quá thì vi khuẩn nó bắt đầu ra thì nó không có tốt cho sức khỏe. Và số 2 á là ví dụ mình muốn bắt chảo, mình muốn ướp á, luôn luôn nó phải khô thì cái nước dùng á thì nó sẽ thấm vô thịt nhanh hơn. Nếu có nước gì quá không có thấm vô được. Nghĩa là số nước nó có tạo một cái lớp này cái bên ngoài đúng không anh? Dạ, tốt rồi đúng rồi. Thấm hơn đúng rồi. Dạ. Và khi mà mình bắt chảo á nó phải khô. Nếu mà nó không đủ khô á thì nó không bắt chảo được. Thì nó thịt nó không có giòn, dạ. Không có màu sắc, không có khô. Khi mà vậy á thì có nước á thì khi mình bắt chảo đó không phải là bắt chảo đó là thịt hấp. Thịt hấp á thì nước nó sẽ chảy ra hết. Thì cái độ phẩm của cái thịt ở trong á nó sẽ rất là khô. Thì các bạn luôn luôn nhớ. Và cái này đánh xong rồi. Cảm ơn cô hết là chia sẻ vừa rồi nhé. Cảm ơn cô rất là nhiều và chúng ta lại học thêm được cái việc mà chúng ta sẽ lựa chọn những cái nguyên vật liệu đặc biệt là hải sản mà chúng ta đã đông đá rồi nhưng mà chúng ta vẫn lựa chọn được những cái hải sản tươi ngon. Cảm ơn cô rất là nhiều và lát nữa sẽ mời cô một phần ăn được không cô? Rồi thì mới nãy chắc cũng có chia sẻ là mình phải làm một chút nước dùng để bước lên cái thơm nha. Dạ. Các bạn nhớ là mình sẽ làm một chút thôi. Thì khi mà mình làm vậy mình kiểm soát được mình sẽ chỉnh được ở trước khi mình bước. Nhiều người thì đổ vô thẳng vô cái thịt thì mình không biết số lượng là bao nhiêu cho nên nó sẽ quá mặn và quá lạc. Nhưng mà thì thấy hay chưa, đó là gọi là thói quen của hầu như người Việt Nam của mình luôn đúng không quý vị? Ngay cả việc mà chúng ta kho thịt kho cá cũng vậy, thì thấy là cứ cầm chai nước mắm rồi chúng ta cứ đổ vô thôi, chúng ta cũng không có định lượng được bao nhiêu. Chúng ta cứ theo cái thói quen hàng ngày mà chúng ta được gặp đi lặp lại. Thì ngày hôm nay anh Sách Ly vừa mới chia sẻ với quý vị là chúng ta sẽ để phía bên ngoài thì chúng ta ướp trước, chúng ta sẽ xem thử là nó có vừa mặn hay không. Và thêm một điều nữa, như ai mà chúng ta đang đứng gần chúng ta có thể thấy rằng là anh Sách Ly đã sử dụng một lượng rất nhỏ luôn đối với cái chai nước mắm cá cơm mùa xuân của chúng tôi, một cái tiêu chuẩn đặc biệt cho mùa xuân 2020. Rồi tiếp theo mình sẽ ướp những gia vị rất là ngon. Thì nước mắm trước, xong rồi một chút tiêu ha, một chút tiêu, dạ, một ít nước mắm cá cơm mùa xuân này, rồi một ít tiêu này, và bây giờ chúng ta một ít hạt nêm, dạ, một ít hạt nêm của chiên xô luôn, dạ, một ít hạt nêm thôi. Hạt nêm cũng có một chút xíu thôi nè. Mẹ tính ra là đi theo anh Sắc Ly là tiết kiệm được gia vị lắm. Thì đủ rồi được rồi. Dạ. Rồi bây giờ xong ha, bây giờ mình thử. Nếu mặn quá thì mình thêm một chút nước cũng được ha. Quá ngon. Nói xong cái chào vô, để tay đến kia. Rồi bây giờ chúng ta sẽ rồi bây giờ mình bước lên cái bây giờ chúng ta sẽ qua lửa một chút thôi cho nó cái mùi và cái vị khác ở cái hải sản gì nó mới ngon. Mình không có cây đèn thò này về nhớ thấm cây đèn thò đi để lúc nào mà làm cái món này là có sử dụng điện. Các vị có thể thấy không, là bắt đầu là chúng ta đã có chuyển màu cho con tôm rồi, màu vàng vàng óng ánh rất là đẹp luôn. Ở nhà thì chắc là chưa bao giờ mà chúng ta đã muốn ăn tôm rồi, chúng ta lấy cái bếp thò của quý vị, chúng ta thò được ăn rồi. Đây là một sự độc đáo mà anh Sếp Ly của chúng tôi đã muốn giới thiệu với tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Quá ơi, vậy là mình thò có một mặt hả anh? Một mặt thôi. Vậy là cái mặt phía sau nó luôn còn chưa được tái. Wow, đã hải sản tươi lắm. Thì nên là mình ăn giống sashimi gì cũng được. Thì cái này mình sẽ đốt một chút thì nó có cái vị hơn hơn mà. Đúng rồi, thì đến lần đây thì nghe rất là rõ luôn. Xong rồi.
Để bỏ một cái sót nè. Sót này là sót gì vậy? Sót này là sót nước mắm với tuổi. Dạ. Cũng là rất chậm vậy đó. Thôi mình sẽ bỏ một chút là chúng ta hỏi ngồi. Tại sao mà mình là vậy? Có một cái sự kết hợp những chứng giác hồi ở đây về anh Charlie. Dạ. Tại sao? Dạ, chắc là do là anh đang chăm chú để trang trí món ăn cho quý vị quá rồi. Đó, anh đi nhắc lại nhá. Là tôi tìm hỏi là tại sao mà mình lại bỏ thêm cái chứng giác hồi vào cái món ăn này ạ? Chứng giác hồi sẽ tăng lên cái vị béo của món này. Và cái hộp cái hạt á, khi mà mua rất là tươi á thì nó thật rất là đẹp luôn, mà quả ăn vô á thì cứ là cái đó nó hấp hấp vậy á, nó như vậy à, giống như là ngày xưa ai mà thích ăn uống cái trà sữa trân châu á, cái này đi chơi hàng trân châu rồi đây là món Cuba. Dạ rồi quý vị ơi, hãy chờ để cho ít phút nữa thôi nha. Bây giờ chúng ta sẽ được thưởng thức món ăn ngay bây giờ luôn đó, bởi vì món thứ hai cũng đã hoàn thành rồi. Còn những ai đang cầm những cái voucher trên tay thì quý vị chúng ta cũng sẽ sẵn sàng luôn mà, để chúng ta có thể nhận về cho mình những cái phần ăn từ bên phía những hạt chia su dành tặng tất cả quý vị. Rồi con trai ơi, chờ chút xíu nha. Wow, hỏi đã bóc lên sao? Quý vị thấy cái cầu kỳ không ạ? Ở nhà làm món ăn xong, đói rồi, lấy ra ăn thôi. Đâu có ngồi phải trang trí nha anh Chức Ly đâu. Nhưng ngày hôm nay đến với nhà hàng Chia Su, anh Chức Ly là muốn cho tất cả quý vị không chỉ là ăn ngon, mà bên cạnh đó chúng ta phải nhìn vào mặt và đẹp mắt nữa. Wow, ngay cái dĩa thôi cũng đã thấy một cái sự độc đáo ở đây rồi. Bỏ đúng là sự kết hợp giữa hương sắc và vị luôn. Thêm có phước nữa, dạ. Quá đẹp luôn. Quý vị ơi, bây giờ thì cũng sẽ đi một vòng nữa, giúp cho tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng xem nhé. Dạ. Và sau khi sự đồng ý trong ngày của chúng tôi đã thực hiện xong hai món vô cùng đặc biệt trong ngày hôm nay, thì lát nữa tất cả quý vị chúng ta cũng sẽ có cơ hội thử được hai món này do chính sự đồng ý Jack Lee thực hiện. Và các anh chị chúng ta đang cầm trên tay những bầu chờ thì chỉ còn ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ được sử dụng cái bầu chờ đó để mình có thể đổi được những cái suất ăn vô cùng ngon. Chúng ta sẽ cùng gặp lại với nhau, thưa quý vị, vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm nay, anh sẽ quay trở lại.